Hello anh em, lại là mình đây. Video hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về cách cấu hình của Picture Style hay còn gọi là Picture Control, sao cho các bạn chụp ảnh mẫu trắng trẻo. Vì chất lượng ảnh của Nikon đa phần là khi các bạn để mặc định á, chụp nó sẽ có vẻ nó hơi nâu nâu. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin vào và hướng dẫn các bạn ha. Rồi, để cấu hình thì đơn giản các bạn hãy chọn vào phần menu. Các bạn hãy vào phần menu chụp. Rồi các bạn vào phần menu chụp nè, ký hiệu là cái camera nha. Rồi các bạn chọn đến phần đặt picture control. Rồi các bạn chọn vào phần chân dung. Thì ở đây mình đã chỉnh rồi, do đó nó có hiện dấu sao nè. Khi các bạn chưa chỉnh thì nó sẽ chưa có hiện nha. Rồi các bạn cứ chỉnh giống như mình hết. Mình chuyển sang tiếng Việt rồi đó. Còn nếu như các bạn mà vẫn còn để mặc định là tiếng Anh á, thì cũng tương tự thôi, nó chỉ theo thứ tự từ trên xuống dưới. Thì ở phần làm sắc nét á, mình sẽ chỉnh ở mức 3 thôi, để cho cái bức ảnh của chúng ta hơi mịn. Độ trong thì mình giữ ở mức 0. Độ tiêu phản mình giảm xuống thấp nhất có thể. Độ sáng á, thì mình sẽ giữ ở mức 0. Độ bão hòa mình tăng lên 2. Còn về màu sắc á, thì mình sẽ giảm xuống -2. Thì các bạn hãy nhìn kỹ cái menu setup này của mình. Thì đây là một trong những cái menu setup cho Nikon chụp ảnh trở nên trắng hồng hơn. Rồi sau khi xong á, các bạn đơn giản vào là bấm phím OK. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào phần cân bằng trắng. Ở cái phần cân bằng trắng này rất quan trọng. Nếu như các bạn không có cấu hình á, các bạn thường để tự động nè. Nhưng mà khi mà để tự động á, thì mình thấy là cái chất ảnh mà chúng ta chụp ra nó nhìn nó không có hồn. Do đó mình thường là mình sẽ, chẳng hạn như chúng ta chụp ngoài trời đi, thì các bạn nên chuyển sang cái chế độ cloudy hay là chế độ nhiều mây á. Còn nếu như các bạn chụp ở trong nhà thì các bạn hãy chọn cái chế độ là ánh sáng quỳnh quang nè. Hoặc là các bạn chụp ở trong ánh mặt trời nè, thì các bạn chọn mặt trời. Chứ đừng để mặc định các bạn, mặc định nó không có thể hiện được cái sức hút của một cái bức ảnh của chúng ta chụp đâu. Mình lúc mới chơi thì mình cũng để auto à, nhưng mà khi mà sử dụng máy ảnh lâu rồi á, mình chuyển sang những cái này, chụp ở đâu thì mình chỉ đơn giản là mình chọn đó. Chẳng hạn như trời không có nhiều mây, mình chọn trời nhiều mây nè. Và mình thường xuyên chụp ngoài trời á, do đó mình sẽ chọn nhiều mây và cấu hình ở trong đây luôn nha các bạn. Các bạn nhấn phím qua đây nè nhé, mũi tên qua nè đó. Các bạn hãy chọn cái hình này nè, sao cho nằm ở ngay cái ô màu hồng. Bởi vì mục đích của chúng ta là chụp ảnh làm sao cho cái tông hồng nó trở nên tự nhiên hơn. Thì chúng ta sẽ chỉnh về phía hồng này thì mẫu ảnh của các bạn sẽ da dẻ sẽ trở nên hồng hào và mịn hơn. Tuy là nó hơi xốp nhưng mà chúng ta có thể hậu kỳ ở trong phần mềm Photoshop. Và cách hậu kỳ như thế nào thì các bạn hãy coi những cái video ở trên kênh YouTube của mình nha các bạn. Nè, ở đây thì nếu chẳng hạn như các bạn muốn chụp trong rừng đi, chẳng hạn muốn xanh hơn thì các bạn chọn lên đây. Còn chẳng hạn như các bạn muốn ảnh mặt trời đẹp hơn thì các bạn chọn qua màu cam. Thì các bạn chụp ảnh mẫu trắng hồng thì đơn giản chỉ chọn ở dưới đây, các bạn nhấn OK. Rồi giờ là xong. Thì sau đó thì đơn giản là chúng ta chỉ việc ra chỉnh các thông số như vậy và đưa lên là mẫu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ để một số cái hình mẫu của mình chụp ở trên cái video này luôn nha các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. We'll be right back.